Liêu gọc nha anh em, treo sáng giờ siêu ra 100%. Con này là đeo là một ngày rưỡi, chiều qua với bữa nay nguyên ngày liêu gồng. Hồi sáng là xuống bo mồi gần 2 tiếng hồ không dính, hôm nay chiều nay dàn chặn bắt dính, cầm 15 chân giò. Con này tốt tiếng, con này thì không kè mà nó lẹ miệng liêu gồng. Con này chắc con liều, nó chiêu hình như 2 tiếng, con này là con liều rồi chắc.
rồi kết thúc.